4 giảng viên Mỹ bị đâm dao ở Trung Quốc. Giới chức Mỹ cho biết 4 giảng viên nước này tham gia đợt trao đổi giữa các trường đại học đã bị thương sau vụ đâm dao ở Cát Lâm. Đại học Cornell ở bang Iowa cho biết 4 giảng viên bị thương sau sự việc nghiêm trọng ở thành phố Cát Lâm, tỉnh Cát Lâm, Đông Bắc Trung Quốc ngày 10 tháng 6. Họ đang tham gia đợt trao đổi với Đại học Bắc Hoa ở thành phố Cát Lâm. Vụ tấn công xảy ra khi họ đang đi thăm công viên vào ban ngày và có thành viên phía đối tác đi cùng. Chúng tôi đã liên lạc với 4 giảng viên và đang hỗ trợ họ trong thời gian này. Không có sinh viên nào tham gia chuyến đi. Hiệu trưởng Đại học Cornell Jonathan Brand cho hay. Nữ nghị sĩ bang Iowa Ashley Hinson đăng trên mạng xã hội X rằng bà bàng hoàng khi biết tin các giảng viên Đại học Cornell bị đâm dao một cách tàn bạo. Thống đốc Kim Raynor cho biết đã liên lạc với phái đoàn liên bang của Iowa và Bộ Ngoại giao để phản ứng trước vụ tấn công kinh hoàng này. Xin hãy cầu nguyện cho họ bình phục, trở về an toàn, cũng như cầu nguyện cho gia đình họ ở quê nhà, bà cho hay. Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Mỹ thông báo đã nắm được thông tin. Chính quyền tỉnh Cát Lâm chưa lên tiếng. Tội phạm bạo lực hàng loạt hiếm khi xảy ra ở Trung Quốc, nơi nghiêm cấm người dân sở hữu súng. Tuy nhiên, tội phạm đâm dao là nỗi nhức nhối ở nước này. Động cơ của nghi phạm thường là muốn trả thù xã hội, buộc giới chức Trung Quốc phải tăng cường an ninh tại những địa điểm này để đề phòng. Tháng 7 năm 2023, thanh niên 25 tuổi đâm dao tại trường mẫu giáo ở tỉnh Quảng Đông, làm 6 người thiệt mạng, 1 người bị thương. Tháng 8 năm 2022, một người đàn ông 48 tuổi mang dao tấn công trường mẫu giáo ở tỉnh Giang Tây, miền Đông Trung Quốc, khiến 3 người thiệt mạng và 6 người bị thương. Đầu tháng 5, một người đàn ông gây ra vụ tấn công liên hoàn bằng dao tại bệnh viện ở tỉnh Vân Nam, khiến 2 người thiệt mạng và 21 người bị thương. Hôm 20 tháng 5, người phụ nữ cầm dao gọt hoa quả sát hại 2 người, làm bị thương 10 người tại trường tiểu học ở thành phố Quý Khê, tỉnh Giang Tây, miền Trung Trung Quốc. 3 ngày sau đó, người đàn ông có tiền sử bệnh tâm thần ở thành phố Hiếu Cảm, tỉnh Hồ Bắc gây ra vụ đâm dao khiến 8 người thiệt mạng và 1 người bị thương nặng. Các bạn hãy đăng ký kênh để cập nhật thông tin miễn phí mới nhất.